Năm nay trường mình có đồng phục và huy hiệu mới nha. Tôi để link ở khung chat đó. Các em bấm vô cài filter cho tôi. Trong các buổi học tôi sẽ đi kiểm tra đột xuất. Ai mà không cài thì chết cho tôi. One day later. Hôm nay là thứ bảy, tổng kết lỗi của lớp mình sau một tuần học đầu tiên nha. Lý Huỳnh Lân kích thầy ra khỏi room vào thứ hai. Lý Huỳnh Lân bày cả lớp mưu thầy dạy hóa. Thứ tư, thứ sáu, Lý Huỳnh Lân không học online. Nhà trường quyết định cho em Lân. Làm sao mấy anh chị nhớ xuống chỉ bài lại cho em nha. Lân chi? Học hành cho đàng hoàng vào. Tao nói là học hành cho đàng hoàng vào. Rồi, sau buổi khai giảng ngày hôm nay các em có câu hỏi gì cho thầy không? Dạ thầy ơi, em có câu hỏi. Thời đại gì rồi mà các em còn hỏi đây? Link Instagram của thầy thì để dưới comment á. Các em vô follow Instagram thầy, xong coi story, xong chọn một số thầy trả lời cho. Ê, dạ. Ui là trời ơi, thầy mê Instagram lắm rồi. Rồi bây giờ còn vị trí ban cách sự lớp cuối cùng, thầy bầu bạn Lân luôn nha. Học online làm lớp phó là động là khỏe nhất rồi. Cuối tuần thứ bảy tụi em gửi lab qua nhà Lân cho Lân chùi nha. Lân chùi cho lẹ nha. Chủ nhật gửi lại các bạn để tuần sau cho các bạn học nha. Lân chi? Học hành cho đàng hoàng vào. Dạ thưa các anh chị, thì năm nay lớp chúng ta bầu lại hội trưởng hội phụ huynh nha các anh chị. Tôi có kinh nghiệm kêu gọi đóng quỹ lớp trong thời gian nhanh nhất. Con tôi á, nó là lớp trưởng, thôi để tôi làm cho. Dạ vậy còn chị thì sao ạ? Nhà tôi bán tạp hóa đó. Lân chi? Các em, năm nay á, trường mình không có khai giảng. Nhưng mà để cho các em đỡ bỡ ngỡ á, thì tiết đầu tiên cô sẽ không có giảng bài liền. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dành một tiết ra để chia sẻ câu chuyện mùa dịch nha. Thì hôm nay bữa đầu á, thầy sẽ không dạy, dành thời gian cho cả lớp chúng ta chia sẻ với nhau. Thì hôm nay là ngày đầu tiên nên là tôi cũng muốn cái lớp của mình gắn bó nhau thêm chút ha. Hôm nay các bạn tranh thủ làm quen với nhau nha. Chia sẻ với nhau. Ok, hôm nay bữa đầu nên là lớp mình chắc cũng không có muốn học đâu ha. Tụi em muốn học. Rồi, giờ ai có phát biểu hay ý kiến gì không? Dạ thầy ơi, học nhạc có cần đem than theo không thầy? Ủa mắc gì đem than? Để lên được những nốt cao. Cúi đầu quá ta. Rồi có ai thêm phát biểu ý kiến gì không? Dạ thầy ơi, để được loại giỏi thì cần những yêu cầu gì ạ? Tất cả các môn em đều phải được điểm 9 trở lên. À vậy thì em sẽ thi môn toán 2 điểm, môn văn 3 điểm. Môn lý 1,5 cộng lại là 5,5. Môn thể dục 2 cộng lại 9 rồi. Tổng tư lệnh chứng khoán, chiến thần đầu tư, chúa tể kinh doanh. Thầy dạy thầy có lấy đồng bạc nào của cái game đâu. Cảm ơn kết nối mạng của nhà các em để giúp các em trụ lại đến cuối buổi lễ. Năm học 2021 chính thức bắt đầu. Mệt quá. Cái gì ấy? Mặt tôi đâu trên đây vậy? Lên chi? Học hành cho đàng hoàng vào. Học hành cho đàng hoàng vào. Không sao, em tin là thầy luôn nhiệt huyết đưa trò giỏi lên cao. You are my best memory in house. Go to school my life and grip with our work from you. Học hành cho đàng hoàng vào. Mười điểm. Tao nói là học hành cho đàng hoàng vào. Đăng quang. Lân chi. Học hành cho đàng hoàng vào. Love you. Tao nói là học hành cho đàng hoàng vào. Cứ việc nói sáng đến tối không sao. Em tin là thầy luôn nhiệt huyết đưa trò giỏi lên cao. Hãy like và subscribe cho mình nhé. Hold up.